Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các phóng viên tác nghiệp tại đại hội lần thứ 13 của Đảng, cũng như các đại biểu tham dự đại hội, Ban tuyên giáo Trung ương vừa gửi văn bản đến các cơ quan báo chí về việc xét nghiệm COVID-19 phục vụ đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mẫu xét nghiệm COVID-19 sẽ được lấy hai lần, lần 1 trước đại hội ít nhất 7 ngày và lần 2 trước đại hội từ 2 đến 3 ngày. Về phương án xét nghiệm cụ thể, đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, các cơ quan báo đài Trung ương và thành phố Hà Nội được xét nghiệm tại Ban tuyên giáo Trung ương số 7 Nguyễn Cảnh Trân, Ba Đình, Hà Nội. Thời gian diễn ra từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ thứ 2 ngày 18 tháng 1 và từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút thứ 7 ngày 23 tháng 1. Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo đài địa phương thì liên hệ với đoàn đại biểu tham dự Đại hội 13 của Đảng bộ tỉnh, thành phố để đăng ký thực hiện xét nghiệm Covid-19. Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ 13 cũng sẽ được xét nghiệm Covid-19. Theo đó, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 1, Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và lần 2 cho các đại biểu